Dua xe hơi Cậu bé say mê máy móc Ở thành phố Debon gần Detroit nước Mỹ, có một trang trại rất lớn. Chủ của trang trại là ông William. Ông có một người con trai tên là Henry. Những người hàng xóm đều nghĩ Henry là một cậu bé khó hiểu. Những đứa trẻ ở nông thôn đều rất thích ra đồng bắt cào cào châu chấu hoặc xuống sông bắt cá về chơi, nhưng Henry chỉ thích máy móc. Mỗi khi Henry thấy những mảnh gỗ, cậu lấy ngay con dao nhỏ ra, tự mình gọt đẽo thành những thứ đồ chơi. Sau đó, Henry bắt đầu thu nhặt các thứ như dây cót, lon sắt, lưỡi cưa, đinh ốc, lò xo, người ta dứt đi, đem về làm đồ chơi những người láng giềng nhận xét nhà Ford không vứt bỏ bất cứ thứ gì cũ và hư, nếu có cũng bị Henry nhặt hết. Năm Henry 12 tuổi, một buổi sáng mát mẻ, một người bạn của Henry tên là Frank đem chiếc đồng hồ bạc ra chơi dưới ánh nắng, rất khoái chí nói. Này Henry xem này, ô đồng hồ của bạn à, phải của anh mình cho đẹp lắm. Đẹp thật, cho mình mượn xem một chút. Chiếc đồng hồ đã hư, lên dây cót và áp sát vào tai cũng không nghe thấy gì. Sao vậy? Đồng hồ chết rồi. Frank nói tỉnh bơ. Tất nhiên là nó không chạy. Nếu chạy, anh mình làm sao cho mình được? Đồng hồ hư thì có ích gì? Dù đẹp đến đâu, nó cũng phải chạy giống những chiếc đồng hồ khác chứ. Để mình sửa giúp bạn. Ủa, bạn biết sửa à? Ừ. Không cần đâu, làm sao sửa được, nếu lỡ sửa không được, còn làm hư thêm thì sao? Không sao, chắc chắn mình sửa được. Đưa đây. Henry nói một cách rất tự tin. Sau đó cậu liền móc trong túi áo ra chiếc kẹp tóc mà mẹ đã vứt đi, lấy hòn đá đập dẹp một đầu chiếc kẹp, làm thành cái túi nôi vít vặn đinh ốc. Với vẻ thành thạo, Henry vặn mở từng chiếc đinh ốc. Này, không sao chứ? Frank lo lắng hỏi, nhưng Henry không trả lời henry cẩn thận mở mặt đồng hồ ra nhẹ nhàng lấy từng phần trong đồng hồ để theo thứ tự trên chiếc khăn tay trắng sau đó chùi rửa từng cái henry chăm chú nhìn vào chúng rồi bỗng kêu to lên ồ oh, mình hiểu rồi henry ráp lại theo thứ tự những linh kiện ấy ráp xong cậu lấy khăn tay lao vỏ đồng hồ lên dây cót chiếc đồng hồ bắt đầu kêu tích tắc tích tắc a chạy rồi sửa xong rồi frank ngạc nhiên và vui mừng đến quên nói lời cảm ơn cầm chiếc đồng hồ chạy mất mình sửa được đồng hồ rồi henry sung sướng reo lên từ hôm đó henry không còn cảm thấy thích thú những thứ khác nữa cậu đã mê tích việc sửa đồng hồ rồi và bắt đầu sửa đồng hồ giúp những người hàng xóm dụng cụ hành nghề mà henry thích nhất là cây tuốc nôi vít vặn đinh ốc làm bằng cây que đang len của mẹ sau khi henry trở thành vua xe hơi ông vẫn giữ cây vàng đinh ốc ấy rất kỹ henry sửa đồng hồ không lấy tiền nên những người trong làng rất mến cậu nhưng cha cậu không muốn con trai mình sau này trở thành thợ sửa đồng hồ con cháu nhà nông phải chuyên tâm vào đồng ruộng vì thế ngày nào cha của henry cũng bảo cậu ra đồng giúp ông trồng trọt từ mờ sáng đến tối mịt không cho cậu thời gian để sửa đồng hồ nhưng niềm đam mê sửa đồng hồ của Henry không giảm chút nào. 9 giờ tối, sau khi chúc cha ngủ ngon, cậu cũng ngoan ngoãn lên giường ngủ, nhưng đợi khi cha ngủ say, Henry lén ra khỏi nhà, ra chuồng dắt ngựa đến làng kế bên, chữa giúp đồng hồ cho dân làng. Một buổi tối, mây đen dày đặc, như sắp có bão lớn, nhưng Henry nhớ mình đã hẹn với ông Smith ở làng kế bên, cậu vội vã cưỡi ngựa đi trong đêm tối. Cho kịp buổi hẹn, trên đường trở về, đúng như dự đoán, mưa to gió lớn đã ập xuống. Những hạt mưa to bằng hạt đậu bay tạt vào mặt Henry đau đớn như bị ai tát vậy. Khó khăn lắm, Henry mới qua khỏi khu rừng, đến bên bờ sông khoảng 10 mét. Khi cậu đang thúc ngựa đi qua chiếc cầu nhỏ lắc lư như muốn sập, thì bóng Henry la, a một tiếng, cả người và ngựa đều ngã xuống sông. May là nước sông không sâu, con ngựa cố bơi lên bờ, henry cũng tai qua nạn khỏi nhưng khắp người ướt sũng ôi nguy hiểm quá henry vừa đi vừa nghĩ và lo lắng về đến trước cửa nhà henry thấy nhà kho còn ánh đèn cha cậu đang đứng trong đó henry con lại đi đâu vậy có sao không 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 có con dại quá không nghe lời người lớn lỡ như có chuyện gì thì sao may mà có ngựa nếu chân ngựa bị thương Ngựa bị ngã nhưng không sao Còn may mắn đó Chẳng được trả đồng xu nào mà cứ sửa giúp người ta Henry Sau này cha không cho phép con đi sửa đồng hồ nữa Con đã 15 tuổi rồi Cũng nên kiếm tiền giúp đỡ gia đình Mau đi ngủ đi Ngày mai có việc phải làm đấy Bị cha quở trách Henry buồn so lên giường Mắt nhắm Nhưng trong đầu cậu Không quên cái đồng hồ kêu tích tắc tích tắc cha của Henry xuất thân từ một gia đình nông dân Ireland. Năm 1847, ông 20 tuổi. Ông chỉ mang theo một cái cuốc đến làng Dearborn bên bờ sông Ru, bang Michigan, cạnh khu rừng rậm rạp. Thoạt đầu, William đi làm công kiếm sống. Sau 15 năm bươn chải, cuối cùng ông là chủ của 150 mẫu đất tự canh tác. Ông xây một ngôi nhà gác ở trang trại. Khi ngôi nhà xây xong, William đã 35 tuổi và cũng trong năm đó, ông kết hôn với cô Mary, con gái của chủ một trang trại gần đó. Năm sau, ngày 30 tháng 7 năm 1863, năm tổng thống Abraham Lincoln ký tuyên ngôn giải phóng nô lệ. Henry Ford chào đời. Từ một người làm công chỉ với một cây cuốc, William đã trở thành một chủ đất có địa vị. Có thể nói chính là nhờ sự lao động cần cù và tàn tiện của ông. Nhưng cũng phải nhắc đến công sức của bà Mary. Bà làm bơ và phô mai. Đến việc bếp nút may vá cho cả nhà đều do một tay bà quán xuyến. Bà Mary mang dòng máu người Hà Lan nên chuộng sự ngăn nắp, sạch sẽ. Nhà cửa gọn gàng không một hạt bụi, bà còn là người vui vẻ, hòa nhã hay giúp đỡ người khác. Đi tìm bà Ford là xong hết. Những người hàng xóm đều bảo như thế nếu gặp phải chuyện gì. Nhà bếp của bà Ford lúc nào cũng được lau dọn rất sạch sẽ. Lửa cháy rực trong lò, nước sôi sung sục trong ấm. Mỗi lần đến bữa cơm, mùi thơm ngào ngạt của thức ăn bay tỏa khắp phòng hai đứa em trai là john và jean còn nhỏ thường chơi bóng trên nền nhà còn em gái margaret giống tính mẹ rất thích nấu ăn luôn giúp mẹ trong bếp khi henry vào trường học cậu biết mình đã lớn nên luôn ngoan ngoãn ngồi vào bàn học bài thỉnh thoảng mắt cậu rời khỏi quyển sách nhìn chăm chăm vào ngọn lửa đang cháy hừng hực trong lò hơi nước liên tiếp phun ra từ chiếc nắp ấm làm nắp ấm nảy lên kêu lạch cạch Henry nhìn ấm nước sôi liền nảy ra một câu hỏi trong đầu. Tại sao hơi nước từ trong ấm sôi phục ra? Câu hỏi này giống y những gì James Watt nghĩ đến 100 năm trước. Henry đứng dậy bước đến gần lò lửa, lấy chiếc dĩa nhỏ đậy miệng ấm lại. Thế là hơi nước hình thành vòng xoáy ở dưới chiếc dĩa, động thành những giọt nước nhỏ rơi xuống tí tách. Henry tự viết thành bài hát như sau. Hơi nước, ôi hơi nước, sao lại phun ra ngoài? Nhỏ giọt tí tách, tí tách, không ngưng nghỉ. Có phải thân nó quá nóng không chịu nổi? Mẹ, tại sao hơi nước cứ kêu ùng ụt trong ấm? Henry hỏi mẹ. Có lẽ do ấm quá chật và vòi ấm quá nhỏ. Thật vậy sao? Henry cảm thấy chưa hài lòng với câu trả lời. Cậu dựa lưng vào ghế suy nghĩ một lát sau cha cậu về miệng mỉm cười dường như ông rất vui a à, cha đã về john và Trinh quăng quả bóng da chạy đến bên cha để con cởi giày cho cha không để con cởi hai anh em tranh nhau cởi giày cho cha mà thấy vậy cũng nũng điệu nói hai em đừng cãi nữa cha hãy kể chuyện người học trò ấy đi cha ngồi xuống ghế duỗi hai chân ra và nói john và Jean, mỗi đứa giúp cha cởi một chiếc giày. Còn Margaret, muốn nghe kể chuyện thì đợi ăn cơm xong cha sẽ kể. Như vậy coi như đã giải quyết xong một cuộc tranh chấp của ba đứa trẻ. Henry đến trước mặt cha, nhỏ nhẹ. Cha, chuyện gì? Cha hỏi, nếu ấm trong nước sôi mà hơi nước trong ấm không thể thoát ra được, thì sẽ như thế nào? Thế nào à? sách giáo khoa của nhà trường viết như thế nào sách giáo khoa không nói một chút gì về chuyện hơi nước vậy con hãy ghi nhớ hết những gì có trong sách rồi cha nói cho con biết những chuyện khác sau cha nói xong không để ý đến henry nữa henry đành quay lại bàn học tiếp tục suy nghĩ buổi chiều hôm sau một mình henry ở trong bếp xung quanh vắng lặng chỉ có tiếng nước sôi như đang thách thức henry làm thử xem làm thử xem với bản tính hãy gặp chuyện gì khó hiểu phải tìm cho ra lời giải mới thôi henry cởi giày ra đứng trên chiếc ghế với lấy chiếc ấm cũ trên đầu tủ xuống lấy dây kẽm buộc chặt nắp ấm lại vòi ấm cũng nhét chặt vải vào rồi đặt ấm lên bếp nấu này hơi nước mi muốn ra ư cứ tự nhiên henry nhìn chăm chăm vào ấm nước một lát sau nước trong ấm bắt đầu sôi lên ùn ụt như con thú rừng giãy dụa trong chiếc củi, tòng mạnh bốn phía không chịu nằm yên. Này, mì ráng chịu đi. Henry mỉm cười, nghĩ bụng, tiếng nước sôi sẽ hết ngay, nhưng không ngờ một việc xảy ra ngoài ý muốn. Bum! Một tiếng nổ vang lên, một cuộn khói bay mịt mù, mảnh vỡ của chiếc ấm văng làm vỡ kính cửa sổ và một miếng kính vỡ rơi trúng vào đầu của Henry. Bà Mary nghe tiếng nổ hốt hoảng chạy đến. Henry, con làm gì vậy? Nhìn thấy đầu Henry đang chảy máu, mặt bà tái đi. Nhưng Henry tỏ vẻ không hề gì. Vì con muốn thí nghiệm thử nếu hơi nước bị nhốt ở trong ấm sẽ ra sao. Nguy hiểm quá, con xem đầu con đang chảy máu rất nhiều kìa. Mẹ cậu lau sạch máu, bôi thuốc lên vết thương, lấy phải băng lại. Bà nói, con quét dọn mau những mảnh vỡ để cha thấy sẽ mắng cho. Vâng, nhưng mẹ ơi, sao henry sức hơi nước không nhỏ đâu nó mạnh gấp nhiều lần con tưởng đấy đúng vậy cho nên con không được làm những việc nguy hiểm như thế nữa một lúc sau có tiếng cười nói của margaret và cha từ ngoài vọng vào henry con quét sạch chưa ra xem cha và em con đang làm gì mẹ hối thúc henry nhưng cha đã nhanh chân bước vào nhà bếp henry đầu con làm sao vậy cha châu mày hỏi chiếc ấm nước hư rồi con nó chỉ xây sát chút xíu chẳng sao đâu mẹ đứng giữa phân trần phải cẩn thận chứ thằng Henry tinh nghịch quá mức không lo chăm chỉ học hành gì cả ở trường Henry học không giỏi nhưng không phải là học sinh kém vì Henry còn cách vị trí hàng nhất lớp một khoảng cách khá xa nên cha cậu không hài lòng ông hay phàn nàn với vợ Henry chỉ ham chơi với máy móc, không lo chăm chỉ học bài ở trường. Một buổi sáng sớm chủ nhật, những chiếc bánh nướng trên lò bốc mùi thơm lừng, Margaret xếp những chiếc bánh đã nướng xong vào dĩa. Bưng từng dĩa đặt lên bàn, cô bé làm việc giỏi giang như người lớn vậy cả nhà đều đã ngồi vào bàn cậu trai úc william cũng ngồi trên chiếc ghế cao chân dường như henry có chuyện gì hôm nay được nghỉ học nhưng phải mặc áo trắng cổ cứng còn phải mang đôi giày da đi đứng khó khăn để đi nhà thờ mọi người đã sửa soạn xong chưa bà henry vừa soi gương chải đầu vừa hối thúc mọi người bà mặc chiếc áo màu xanh cổ trắng trông rất sạch sẽ tươm tất ông bà william ngồi ở bệ đánh xe ngựa phía trước còn các con ngồi trong mua xe ngựa phía sau đi cha henry vung roi ngựa chiếc xe lăn bánh lọc cọc mẹ tại sao chủ nhật mình phải đến nhà thờ henry thắc mắc hỏi đây là món ăn tinh thần đi nghe giảng đạo là mình đi nhặt góp những món ăn tinh thần đó mẹ trả lời như thế đến trước cửa nhà thờ thì gặp frank này Frank! Henry gọi lớn. Chuyện gì? Về nhà gặp nhau dưới cây sồi nhé. Đến đi đâu? Sông Rulo. À, cậu muốn đi bắt cá hả? Không phải, còn vui hơn bắt cá nữa. Hay quá, về mình rủ thêm mấy đứa nữa. Người đến nhà thờ đông dần. Buổi lễ bắt đầu, mục sư cầu nguyện. Kế đến là hát đồng ca bài thánh ca và mục sư sẽ giảng đạo. Ông cầm quyển thánh kinh bước lên bục giảng và bắt đầu giảng tuôn chảy về triết lý nhân sinh. Lúc ấy, trong lễ đường, chỉ nghe tiếng mục sư giảng đạo oan oan, những con chiên đứng ngay im phăng phát như những cây nến đang cháy. Này, về nhà gặp nhau dưới cây sồi nhé, Frank nói với Aiser. Aiser chớp chớp mắt rồi gật đầu, rồi nó kéo nhẹ vạt áo của Jemin ngồi ở bên cạnh nói, về nhà đợi nhau dưới cây sồi nhé với cách truyền tai như thế một lát sau đã có bảy tám đứa tham dự nhưng không đứa nào biết gặp nhau ở bờ sông Rulo để làm gì chúng chỉ biết Henry bay ra trò gì cũng đều lạ và thú vị sau buổi trưa bảy đứa trẻ đến chỗ hẹn Henry vác đến một thứ gì đó có vẻ nặng lắm Henry bạn định làm gì vậy làm đập nước ngăn nước con sông nhỏ lại Henry hớn hở nói Nhân xây đập nước này còn đặt thêm cái nguồn nước làm cối xây bột và xây luôn một xưởng xây bột nhỏ nữa. Mấy đứa nhỏ rất ngạc nhiên, không biết phải thiết kế ra sao đây. Rất thích, nguồn nước sẽ quay cót két liên tục. Henry miêu tả như vậy. Nè, bốn đứa bên kia đi khiêng những tảng đá lớn chất lên, còn ba đứa bên này lấy cỏ khô trộn với bùn nhão trét kín các khe hở giữa các tảng đá lại. Henry bắt đầu chỉ huy các bạn làm việc. Tuy đều là những đứa trẻ, nhưng đừng xem thường sức mạnh của bảy con người. Một lát sau, những đứa trẻ ấy đã ngăn xong con sông nhỏ ấy. Lúc ấy, Henry lấy các tấm ván ra, đóng đinh lại thành một cái guồng nước, trên đầu guồng nước nối với một cái cối xay cà phê. Này, xong chưa? Sắp cho guồng nước quay rồi, Nước sông bị ngăn lại, nước tuôn chảy mạnh qua khe nước nhỏ hẹp. Henry đặt cuồng nước đã làm xong vào khe nước ấy. Cả bọn trố mắt nhìn Henry chăm chú, hồi hộp chờ đợi đến nín thở. Cót két, lạch cạch. Cuồng nước bắt đầu quay liên tục, nhưng cái cối xe cà phê không chịu quay. Henry nhìn như đinh đóng vào cái cuồng nước, không nói tiếng nào, nghĩ bụng. Sai ở chỗ nào? Bỗng cậu đưa tay trái ra kéo cần cối xe cà phê, nghe thấy tiếng cối quay, nó bắt đầu chuyển động. Nước sông bị ngăn lại tuôn ra mạnh, đẩy nguồn nước quay, chiếc gối xay nghiêng nát tất cả đất cát mà Henry bỏ vào thành bột nhuyễn, chảy xuống một cái lỗ ở phía dưới. Ôi, nguồn nước làm được rồi, thật là tuyệt. Muôn năm, muôn năm. Bọn trẻ nhảy múa, hò reo. Henry vẫn chăm chú nhìn nguồn nước tiếp tục suy nghĩ. Henry, sao thế? Cậu đang nghĩ gì vậy? À, mình muốn làm nguồn nước này lớn hơn, thành một nguồn nước thật sự. Làm nguồn nước thật sao? Ừ, khi nào làm? Chủ nhật tuần sau. Nhưng sáng sớm hôm sau, ông Bernard đã chạy sọc đến trường với nỗi giận đến tái xanh. Ông lớn tiếng. Một đám trẻ con đáng ghét, không thích chịu nổi, nghịch cũng phải có mức độ chứ. Vậy đã xảy ra chuyện gì? Ông Bush ngơ ngác hỏi chúng ngăn hết nước sông rulo lại nước chảy hết vào kho thóc nhà tôi khoai tây trong kho ngập ướt hết nếu không nhìn thấy sớm thì chúng úng nát hết rồi henry có chuyện gì vậy thưa thầy chúng em đắp đập nước ở sông rulo để chạy nguồn nước ạ à. không phải nghịch phá mà là thí nghiệm lý hóa câu trả lời của henry rất hợp lý và cũng rất thật tình à ra vậy nguồn nước chạy tốt chứ có thể coi là tốt, em biết sức mạnh của nước rồi. Nếu đập nước cao một chút thì có thể làm một nguồn nước thật sự được. Ông Bernard nghe thế càng giật mình. Cái gì? Còn muốn đắp cho cao hơn ư? Đâu có thể như vậy. Hôm nay tôi đã bị thiệt hại đủ rồi. Muốn đắp cao thêm, chắc lúa trong kho của tôi bị nước cuốn đi mất. Ông đừng lo, nếu nước dâng đầy thì mở một con đường thoát nước không lừa người khác được đâu, đừng có đùa. Ông thấy việc này như thế nào? Ông Bush không biết nên làm như thế nào vì ông Bernard cũng là một ủy viên quản trị của trường tiểu học này. Phải nghĩ ra cách giải quyết. Ông Bernard, chuyện này không phải mấy đứa trẻ nghịch ngợm sử dụng nước là kiến thức tôi dạy cho chúng. Vậy số khoai tây bị ngập ướt thì phải làm sao? Phải, ông nói rất đúng. Dù thí nghiệm lý hóa cũng không được làm thiệt hại đến người khác. Thành thật xin lỗi ông, tôi sẽ dạy bọn trẻ. Được, vậy mau phá bỏ cái đập nước ấy đi. Phải hứa là sau này không được đắp đập trên con sông ấy nữa. Dân, tôi biết. Được, cứ làm như thế. Lần này tôi tha cho bọn trẻ ấy. Ông Bennett lắc lư cái đầu trọc quay về nhà. Henry rất bực. Ông ấy là người lớn, sao không biết chuyện ấy? ông không biết suy nghĩ tận dụng sức mạnh thiên nhiên chỉ biết lãng phí sức lao động mà còn cho là chăm chỉ cần cù nếu cứ như thế mãi con người sẽ không bao giờ tiến bộ được mùa đông đã qua thời tiết dần dần ấm sau khi băng tan người nông dân bắt đầu bận rộn nhà henry ford mướn hai người làm công mà vẫn chưa đủ là con trai trưởng henry phải cùng em kế mình là john phụ giúp công việc đồng áng cùng cha John, em chăn bò còn anh chăn ngựa. Tại sao vậy? Vì bò là con vật rất chậm chạp, anh không chịu được. Henry chào mày nói, Henry rất thích cắt cỏ, ngựa kéo mấy cắt cỏ, cậu quất roi ngựa, nhìn những mảng cỏ xanh bị cắt đứt ngọn và ngửi thấy mùi thơm của cỏ. Cha của Henry Ford là một nông dân rất yêu ruộng đồng và gắn bó suốt đời với ruộng đồng tuy ông không hiểu về máy móc nhưng ông luôn tìm tòi nghiên cứu để bù đắp sức lao động còn thiếu nhằm khai phá đất đai ông là người mua máy cắt cỏ và máy gặt sớm nhất trong làng henry rất vui hễ rảnh rỗi là cậu bám lấy chiếc máy ngắm nghía xem xét tỉ mỉ từ trên xuống từ trái qua phải và từng bộ phận của máy mỗi lần máy trục trặc cha cậu kêu cậu đến sửa ở một góc trong kho chất đầy các loại công cụ một cái ống bể giống như bể thợ rèn ngoài chợ còn có những cái đe sắt đủ hình dạng những cái kềm bấm máy tiện và những mảnh sắt mảnh đồng đai ốc đã hư trong khúc cây mảnh ván được bày xếp ngăn nắp đây là xưởng làm việc của henry là nơi henry sửa chữa công cụ và chế tạo công cụ mới Chuyện cái ấm đun nước bị nổ cách đây 5 năm luôn canh cánh trong lòng một câu hỏi, làm thế nào hơi nước trở thành một động lực? Muốn trả lời câu hỏi này phải biết một số kiến thức khác có liên quan đến nó. Trước nhà Henry có một cái cánh cổng lớn, mỗi lần từ trang trại về đều phải xuống xe ngựa, mở cổng ra mới dắt ngựa và để xe ngựa vào chuồng ngựa. Henry nghĩ, làm thế nào không cần xuống xe mà vẫn mở cổng được? trước hết Henry gắn một cái rồng rọc cố định lên cánh cổng và gắn thêm một cái rồng rọc tự động từ trụ cửa buộc một sợi dây nối hai cái rồng rọc lại đầu cao của sợi dây vừa tầm với chỗ ngồi đánh xe với tay ra là nắm được đầu dây a à, làm xong rồi Henry reo lên lúc ấy cha cậu đang ngồi trên xe ngựa từ trang trại về cha cha đã về Cha không cần xuống xe, chỉ kéo sợi dây thì cổng sẽ tự động mở ra, Henry nói lớn. Cái gì? Sợi dây này à? Dạ phải. Ông làm theo lời Henry nói. Nắm kéo sợi dây. Cái rồng rọc chuyển động và cánh cổng tự động mở ra. Ừ, cái này hay thật. Cha cậu tắm tắt khen. Đợi khi xe ngựa chạy vào nhà mới buông sợi dây ra. Lạ thật, cánh cổng tự động đóng lại cha thế nào có được không ừ rất tốt con chế ra được những thứ này tại sao con học ở trường không bằng các bạn con thật khó hiểu để thưởng con chiều nay cha sẽ dẫn con ra phố chơi ồ ra phố detroit phải không cha henry vui mừng nhảy cẩn lên lúc bấy giờ miền tây nước mỹ có rất nhiều vùng đất hoang rộng lớn đang chờ khai phá còn ở miền đông công nghiệp đã dần dần phát triển Làng Debon là vùng giáp ranh giữa hai miền ấy. Làng sóng văn minh cận đại ở miền đông đang dần dần thu nhập vào thành phố Detroit. Tuy dân số ở đây chưa đến 100.000 người, nhưng các nhà máy nối nhau mọc lên, đến thị trấn Detroit sẽ được xem nhiều loại máy móc mới lạ. Vì vậy, Henry rất vui mừng. Cha, hôm nay để con đánh xe. Ăn cơm trưa xong, Henry liền nhảy lên ngồi chỗ đánh xe. Này, có được không? Không hề gì, cha xem nè. Henry giật mạnh dây cương, chiếc xe ngựa bắt đầu lăn bánh lọc cọc. Gió xuân ấm áp phả vào mặt thật dễ chịu. lúa mì mọc xanh mơn mởn, chim sơn ca hót líu lo bên tai. Cha bập bập tẩu thuốc chậm rãi, đầu óc suy nghĩ miên man. Thằng nhỏ thật lạ, bài vở ở trường không học giỏi, nhưng lại có khiếu về mấy móc. Ở đồng quê mà không thích trồng trọt Lại thích máy móc Vậy là sao? Henry đang vui thích cầm cương ngựa Không hiểu cha đang nghĩ gì Cậu đang chăm chú nhìn những cảnh lạ phía trước mặt Máy móc đang chạy âm y Thợ đang quay búa Mình đẫm mồ hôi Một lúc sau Khi chiếc xe ngựa đang chạy vào một con đường Henry bỗng giật mình Và thẳng dây cương lại Phía trước có một vật gì như con quái vật đang lù lù chạy tới, phun ra cuộn khói đen dày đặc. Henry vội nhảy xuống xe chạy đến đó. "Này, Henry, làm gì vậy?" Cha cậu như chợt tỉnh giấc, vội gọi Henry. "Cha đợi một lát." Henry chạy nhanh đến con quái vật đó. "Chú ơi, cái này là cái gì vậy?" "Đây là xe không cần ngựa kéo." Người lái ngồi trên xe trả lời rất thân mật. Henry đi vòng quanh ngắm nghía chiếc xe một hồi. Đúng là chiếc xe không cần ngựa kéo mà vẫn chạy rất nhanh. Chú ơi, chiếc xe này chạy bằng sức đẩy của hơi nước phải không? Phải, chú em biết rồi sao. Xem này, kéo sợi dây xích ở đây ra và nối vào máy đập lúa. Bánh xe không quay nữa mà chỉ có máy đập lúa quay thôi. Hơi nước từ đâu ra? Người lái xe nghe lấy làm ngạc nhiên, nhìn Henry nói, cậu em thật giỏi những đứa trẻ khác chỉ biết ngắm nhìn bánh xe quay cậu xem nước trong xi lanh này nóng lên sẽ bốc ra hơi nước hơi nước ấy đi qua ống hơi đây là cái bít tông nhờ ống hơi mà hơi nước phun ra hay ngưng tụ làm cho bít tông chuyển động lên xuống nhờ vậy bánh xe mới quay được cha của henry ngồi đợi lâu rất bực mình ông bước đến tức giận nói henry con đang làm gì vậy để trễ nữa không về nhà kịp đâu Cha đợi thêm một chút Để con xem cái xi lanh và ống hơi này Người lái xe ngạc nhiên Chỗ này mà cậu ta cũng biết Này, ở chỗ đầu nhọn của cái ống tròn ấy Vậy tốc độ quay của nó như thế nào? Quay khoảng 200 vòng trong một phút Chỗ này điều chỉnh tốc độ Cậu con nhỏ tuổi Hỏi làm gì kỹ thế? Có phải cậu muốn lái xe không? Henry chưa kịp trả lời thì cha kéo đi. Henry, con không để ý đến thời gian con xem kìa, mặt trời sắp lặn rồi đấy. Ông William ngồi lên chỗ đánh xe ngựa, tay cầm dây cương, thúc ngựa, chạy nhanh hơn. Một ngày vào buổi chập tối, Henry về nhà thấy con ngựa buộc ở trước cửa. Bác sĩ đến ư, Henry nghĩ bụng. Do có một lần bà Mary cảm xúc nặng nằm trên giường, Đáng lý bệnh sẽ hết khi mùa xuân đến Nhưng bà vẫn không dậy nổi Mẹ cực khổ quá Henry rất buồn khi nghĩ đến mẹ suốt ngày chỉ lo cho các con Không ngại cực nhọc vì con Bước vào nhà Henry nghe tiếng nói đứt quảng ở bên kia bức tường Như vậy có nghĩa là vẫn Tiếng nói của cha Vâng, thật tội nghiệp Tiếng trả lời của bác sĩ không còn cách cứu nào nữa sao? Tôi sẽ cố hết sức. Bác sĩ xem, ai sẽ chăm lo đàn trẻ đây? Thật tội nghiệp. Qua lời đối thoại có thể biết bệnh của mẹ rất nặng. Mặt trời đã lặn ở phía tây, màn đêm từ từ buông xuống. Henry thắp ngọn đèn dầu, đi chậm chậm lên phòng bệnh trên gác. Mẹ nằm trên chiếc giường trải khăn màu trắng đặt ở góc phòng. Henry để chiếc đèn lên bàn, nhẹ nhẹ bước ra. Tiếng gọi yếu ớt của mẹ cất lên ở phía sau lưng Henry. Henry! Mẹ! Mẹ chưa ngủ sao? Việc học ở trường gần đây như thế nào? Mỗi ngày con đều đến trường học, mọi việc đều rất tốt. Có một chuyện lần trước con ra thành phố detroit chơi thấy một thứ rất lạ henry cố nói với vẻ rất vui đó là loại xe không có ngựa kéo mẹ có biết không xe không có ngựa kéo nhưng chạy được là nhờ sức hơi nước sức hơi nước thật là lớn hồi nhỏ con buộc chặt nắp ấm đun nước bằng sợi dây sắt nước sôi bốc hơi làm chiếc ấm nổ tung mẹ còn nhớ chuyện đó không mẹ nở nụ cười yếu ớt nhớ từ nhỏ con đã thích chơi với máy móc bây giờ con vẫn rất thích con không thấy chán máy móc con nên làm thợ máy nhưng cha con sợ con học ở trường không giỏi chúa luôn sắp xếp thỏa đáng tài năng của mỗi người theo tài năng của từng người mà chúa ban cho họ những công việc thích hợp để đem đến hạnh phúc cho con người và xã hội giọng nói của mẹ rất yếu con cũng nghĩ như thế. Hãy giữ vững lòng tin của con. Dù có ai nói gì, chỉ cần con không thèm với lòng, thì không phải sợ gì cả. Nhưng còn một điều, Henry. Dạ. Bất cứ lúc nào, cũng không được quên con làm việc vì loài người và xã hội. Con luôn luôn gắng sức làm mọi việc vì hạnh phúc của con người, thì con sẽ được mọi người kính trọng, và sẽ có một địa vị tương xứng với con henry con hiểu không mẹ nói rất ân cần lời của mẹ như lời trăn trối henry nói không chút do dự mẹ mẹ yên tâm con sẽ trở thành một người có ích cho nên mẹ mong mẹ mau khỏi bệnh nếu con làm được việc lớn mà không có mẹ bên cạnh thì có ý nghĩa gì ừ ừ phải mẹ nghĩ mẹ sẽ sớm khỏi bệnh mẹ gượng mỉm cười nhưng bà không cười được bà biết cái chết đã đến gần bà henry rưng rưng nước mắt đứng lên mẹ mẹ nghĩ cho khỏe henry con cũng nên đi ngủ đi henry bước ra khỏi phòng chạy ngay xuống gác không kịp lâu nước mắt cậu ngồi im lặng trong phòng nghỉ tối om sự yêu thương hiền diệu và mọi việc trước đây của mẹ ùa đến trong suy nghĩ của henry mẹ là người vui tính cởi mở thẳng thắn luôn để ý chăm lo các con rất tỉ mỉ bà là người mẹ hết lòng yêu thương chăm sóc con cái đối với ai bà cũng thân thiện gần gũi bà lo từng bữa ăn và sức khỏe của chồng con nhớ một lần trong lớp học của henry một bạn tên là john nhà bạn ấy bán kẹo nên thường mang bánh kẹo vào lớp ăn henry rất thèm một hôm henry đem hộp cơm của mình đổi lấy bánh kẹo của john thế là hôm ấy henry bị đau bụng mẹ không trách mắng henry mà chỉ nói henry con không nên đem hộp cơm của mình đổi lấy thức ăn của người khác dù cái hộp như thế nào nhưng những thứ bên trong là do từ tay mẹ nấu con hiểu không henry Henry luôn ghi nhớ những lời của mẹ. Lẽ nào một người mẹ hiền diệu như thế lại phải rời xa cõi đời? Henry nghĩ đến đó, cảm thấy đời người thật vô nghĩa. Henry liền quỳ xuống trong bóng tối. Lạy Chúa, xin Chúa cứu lấy mẹ con, dù sao cũng phải đợi khi con khôn lớn. Lạy Chúa, con cầu xin Chúa, cầu xin Chúa nhưng lời cầu nguyện của cậu không linh ứng tôi muốn sống để chăm lo cho các con tôi khôn lớn nhưng đây là ý trời tôi vui vẻ đi lên thiên đàng đó là lời trăn trối cuối cùng của mẹ nói xong bà nhắm mắt lại và buông xuôi tay bà mary được đặt vào quan tài Henry hái những đóa hoa dài Đặt vào quan tài của mẹ Mẹ đối xử tốt với mọi người trong làng Nên ngày tang lễ Mọi người trong làng đều đến chia buồn Rất nhiều người đưa bà ra tận nơi an nghỉ cuối cùng Gia đình mất người mẹ giống như chiếc đồng hồ mất sợi dây cót Ngưng động, nặng nề Ông William không còn cách nào khác phải nhờ cô em họ đến lo việc nhà và chăm sóc bọn trẻ. Cậu bé Henry không thích việc đó. Trước đây, sau bữa ăn, mẹ thường kéo đàn phong cầm cho cả nhà nghe và cùng vây quanh mẹ ca hát. Nhớ đến cảnh đó, Henry không muốn ngồi lâu bên bàn cơm. Ăn xong cậu chạy ngay vào phòng kho để lắp ráp mấy mốc, sau đó cha nghiêm khắc với Henry hơn. Không cho cậu đụng vào mấy mốc nữa. Với những cái máy không đáng một xu ấy Chỉ chuốt lấy cái khổ Thật ngu ngốc quá mức Con đã 15 tuổi rồi Cũng nên nghĩ cách tự làm việc kiếm sống Con cái nhà nông Lại đi làm về máy móc Thử hỏi có tương lai gì nào Chẳng khác nào một đứa trẻ lười nhát Ra đồng Cậu làm việc hăng say gấp đôi người khác Henry không sợ làm việc Cũng không chán ghét công việc Henry không hiểu tại sao cha lại nói như vậy cuộc đời tôi cứ như thế này hoài sao những người làm ruộng bây giờ đều cho rằng đem hết sức người ra cày cấy lấy trâu ngựa thay cho máy móc là lấy sức người thay cho trâu ngựa làm như vậy là lãng phí sức người mà nền nông nghiệp cũng dừng lại không tiến lên được những gì máy móc làm được thì để máy móc làm phải biết tiết kiệm sức lao động và thời gian khai phá đất hoang cải tiến cách trồng trọt nếu không, nông nghiệp sẽ mãi mãi cách xa nền văn minh. Nông dân mãi mãi là nô lệ của ruộng đất." Henry nghĩ như vậy. Ngày tháng trôi đi, những chiếc máy ở thành phố Detroit luôn ám ảnh Henry, nó thôi thúc không để cậu y. Được rồi, phải ra đi thôi." Henry sửa soạn đi đến thành phố Detroit, lúc đó là đầu mùa thu năm 1879, năm Henry 16 tuổi. Cậu lên những thứ cần thiết cho chuyến đi và chọn ngày lành tháng tốt. Trời vừa hửng sáng, Henry đã dậy, đeo chiếc túi trên vai, nhẹ nhẹ bước đến cửa phòng của cha. Nghe tiếng ngáy, biết cha đang ngủ say. Henry vào nhà bếp lấy theo vài ổ bánh mì ăn sáng. Mọi thứ đã sửa soạn xong. Cậu bước ra khỏi nhà. Ánh sáng ban mai ẩn chiếu ở chân trời, ánh lên màu sắc rực rỡ những chú chim nhỏ bay lượn trên bầu trời và đậu trên cành cây liễu cạnh nhà cất tiếng hót chào buổi sáng henry quay đầu lại nhìn làng dearborn đang chìm trong ánh sáng ban mai trong lòng cậu không có cảm giác quyến luyến cậu đang nghĩ đến những chiếc máy henry là đứa bé sinh ra vì máy móc henry nhớ lại mẹ đã vỗ vai cậu mỉm cười và nói như thế một đứa trẻ mới 16 tuổi tự ra thành phố, liệu có tìm được việc làm không? Henry không nghĩ đến việc gì khác, cậu chỉ muốn tìm việc làm, cậu rất thích làm việc. Nhưng trong đầu cậu chỉ nghĩ đến việc chế tạo ra các loại máy và công cụ, đó là ước muốn lớn nhất của Henry. Làng Dearborn cách thành phố Detroit khoảng 11 km, nhưng đối với chàng trai trẻ đang ấp ủ ước mơ thì khoảng cách đó gần trong gan tất. Henry đến Detroit, tuy là mùa thu nhưng buổi trưa nóng bức như mùa hè. Đi hết đoạn đường 11 km. Henry ướt đẫm mồ hôi, có lâu khô mồ hôi, phủi sạch bụi đường và lau sạch giày. Từ giờ trở đi, Henry bắt đầu cuộc sống mới. Đường phố, nhà cửa, san sát, xe ngựa và xe đạp chạy chật đường. Xe thồ hàng bốn ngựa kéo, chạy xuôi ngược qua lại không dứt henry dừng lại dưới một tấm biển đứng như ngay ra nhìn tấm biển ghi công ty máy james flava cậu từng nghe nói đây là nhà máy sản xuất máy hơi nước tốt nhất đối với henry đây là nhà máy thích hợp nhất cho cậu làm việc henry đẩy cổng bước vào đầy tự tin một người đàn ông đang ngồi làm việc trong góc phòng henry mạnh dạn đi thẳng đến hỏi có chuyện gì không tôi muốn xin làm việc ở đây làm việc gì? Làm về máy móc, công việc tập sự bước đầu. Người đàn ông nhìn Henry hơi ngạc nhiên. Cậu có hiểu biết về máy móc không? Tôi biết sửa dụng cụ nông nghiệp, biết cách dùng các dụng cụ, còn biết sửa đồng hồ, biết chút ít về máy hơi nước. Tôi rất muốn làm việc, tôi rất thích công việc về máy móc. Henry nói rất say sưa, người đàn ông ấy lại nhìn Henry dò xét. Được, 7 giờ sáng mai cậu đến đây, tiền công mỗi tuần là hai đồng rưỡi henry đã có việc làm cậu vui mừng chạy ra đường bây giờ cần tiếp là chỗ ở henry mua một tờ báo buổi sáng ở sạp báo báo đăng rất nhiều một quảng cáo cho thuê nhà henry tìm đến từng nhà nhưng với đồng lương hai đồng rưỡi một tuần thì làm sao mướn nổi một căn phòng giá rẻ dù cho có thuê được với tính ăn ở sạch sẽ từ nhỏ cậu không quen ở những nơi dơ bẩn thấp kém ấy Cuối cùng, ông trời không phụ lòng người chịu khó. Henry đã tìm được một nơi ở sạch sẽ gọn gàng. Tiền thuê nhà mỗi tuần là 3 đồng rưỡi. Dù trả hết tiền lương mỗi tuần, cũng vẫn còn thiếu một đồng. Làm sao đây? Henry bàn đến cửa hiệu đồng hồ xin việc. Người chủ tiệm chịu nhận. Được, thời gian làm việc từ 7 giờ tối đến 11 giờ. Tiền công mỗi tuần là 2 đồng. Thế là mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa. Cả nhà Henry ở làng Dearborn, lúc bữa ăn cơm tối không thấy Henry về, cô em gái Margaret đã lo lắng bồn chồn. Chắc là đã xảy ra chuyện gì với anh ấy rồi. Nghe con gái nói, cha và hai người làm đã chia nhau đi tìm. Những người hàng xóm cho biết có thấy Henry đi theo hướng ra thành phố Detroit. Đúng như vậy thì không phải lo nữa, nó đã 16 tuổi rồi, biết tự lo cho mình khi nó hối hận sẽ tự quay về. Cha tỏ vẻ như không lo lắng, nhưng hai ngày, ba ngày trôi qua mà Henry vẫn chưa về, người cha đã bắt đầu lo. Ông đi ngay ra thành phố Detroit. Khó khăn lắm, ông mới tìm thấy Henry ở nhà máy Flava. Thấy khắp người con trai mình toàn là dầu máy, ông la mắng. Henry, con nhất thiết phải về trường học. Henry dững dưng nói, con đã quyết định không đi học nữa con muốn ở đây học máy móc ở đây con có ít hơn vào trường học rất nhiều không được nói bậy trẻ con ở quê học máy móc làm gì phải lo cày cấy trồng trọt henry nhìn cha thưa cha thời đại đã khác rồi từ đây về sau là thời đại máy móc mọi thứ đều nhờ vào sức của máy nếu không sẽ bị tụt hậu à còn nằm mơ thế nữa à làm bằng máy có ích gì trước đây cha mua đôi giày làm bằng máy đó nhìn rất đẹp nhưng xài không bền máy móc xài không được là do cái máy đó không tốt máy không tốt thì tìm cách cải tiến nó ông william nghe con nói ông biết dù có lấy dây trói nó và lôi nó về nhà nó cũng bỏ đi nữa vậy thì con làm thử xem đợi đến khi con chắn ba cái máy này thì con cứ về nhà cả nhà sẽ đợi con ông vỗ nhẹ vai henry leo lên xe ngựa quay về làng dearborn